Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh. Hôm nay thứ Sáu, ngày 4 tháng 3 năm 2022. Và trong chương trình Thời sự tối nay sẽ có những nội dung đáng chú ý sau đây. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, chủ trì cuộc họp với các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ để nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Nhiều hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm Khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Trong những ngày gần đây, dịch Covid-19 có chiều hướng tăng trở lại trên địa bàn tỉnh Trà Vinh, đa số đều phát hiện trong cộng đồng. Bác sĩ Kim Xúc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết qua cuộc trả lời phỏng vấn với phóng viên thời sự. Sau đây là nội dung chi tiết. Thưa quý vị, sáng nay ngày 4 tháng 3, Thường trực Tỉnh ủy Trà Vinh tổ chức buổi làm việc với các tổ chức hội được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ để nghe báo cáo tình hình kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2021 và giải pháp thực hiện trong thời gian tới. Đồng chí Ngô Chí Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy chủ trì cuộc họp. Có 9 tổ chức hội lần lượt báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ trong năm 2021 và giải pháp hoạt động trong thời gian tới. Theo đó, phần lớn các tổ chức hội có những đề xuất kiến nghị đến lãnh đạo tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về các vấn đề có liên quan đến hoạt động của từng tổ chức và đời sống hội viên. Cái kiến đề xuất liên quan đến việc tăng thêm biên chế, hỗ trợ kinh phí hoạt động của hội trong thực hiện nhiệm vụ, tạo điều kiện về cơ sở vật chất và về trụ sở làm việc. Phát biểu tại buổi làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Ngô Chí Cường cho rằng mỗi hội có chức năng nhiệm vụ khác nhau, nhưng đều là những tổ chức được Đảng và Nhà nước giao nhiệm vụ, có vị trí vai trò quan trọng trong xây dựng và phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Trong năm qua, các hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nhất là tham gia thực hiện tốt công tác phòng chống dịch và ủng hộ quỹ phòng chống dịch bệnh COVID-19. Trong thời gian tới, Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các tổ chức hội tiếp tục phát huy vai trò, trách nhiệm của tổ chức Đảng, đảng viên, người đứng đầu hội để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện, thường xuyên của cấp ủy trong việc nâng cao hiệu quả hoạt động hội và thực hiện tốt nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao. Tiếp tục triển khai thực hiện các nhiệm vụ hoạt động theo quy chế, đúng điều lệ quy định của pháp luật, tích cực phát huy vai trò chức năng nhiệm vụ của mình trong việc đóng góp cho sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội của tỉnh. Bí thư Tỉnh ủy đề nghị các hội quan tâm hơn nữa công tác tư vấn, giám định và phản biện xã hội, chủ động đề xuất đặt hàng với các cơ quan đơn vị địa phương để thực hiện nhiệm vụ tư vấn, giám định và phản biện các chủ trương, đường lối, chương trình giảng của tỉnh. Các hội tích cực tham gia góp ý xây dựng Đảng, chính quyền, nghiên cứu đổi mới công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tăng cường phổ biến các chủ trương, chính sách pháp luật đến hội viên và quần chúng nhân dân. Quan tâm củng cố tổ chức hội, phát triển thành viên hội viên. Các tổ chức hội tiếp tục nắm tình hình dư luận xã hội, kịp thời phản ánh những tâm tư, nguyện vọng của hội viên và quần chúng nhân dân đến lãnh đạo tỉnh để chỉ đạo xử lý. Song song đó, cần phối hợp chặt chẽ với các ban ngành đoàn thể để sơ kết, đánh giá rút kinh nghiệm và nhân rộng những mô hình hoạt động có hiệu quả. Ngày 3 tháng 3, ông Thạch Phước Bình, tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh đã có cuộc giám sát việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại tố cáo giai đoạn 2016-2021 tại huyện Trà Cú. Giai đoạn 2016-2021, huyện Trà Cú đã tổ chức tiếp 5.567 lượt công dân, trong đó tiếp thường xuyên là 4.687 lượt và đột xuất là 880 lượt. Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện định kỳ tiếp công dân 2 ngày một tháng. Ủy ban nhân dân xã thị trấn tổ chức tiếp công dân 4 ngày một tháng. Bên cạnh đó, đã tiếp nhận 1.330 đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc thẩm quyền. Trong đó khiếu nại 17 đơn, tố cáo 4 đơn và 1.309 đơn thư có nội dung yêu cầu, kiến nghị, phản ánh. Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú cho biết đã giải quyết được 1.303 đơn, còn 27 đơn đang giải quyết thuộc về đơn thư yêu cầu, kiến nghị, phản ánh. Phát biểu tại buổi giám sát, ông Thạch Phước Bình, Phó trưởng đoàn chuyên trách đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Trà Vinh yêu cầu Ủy ban nhân dân huyện Trà Cú quan tâm nhiều hơn đến công tác phối hợp giữa các ngành trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Quan tâm nhiều hơn đến công tác phối hợp giữa các ngành trong việc giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác tiếp công dân và giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo của công dân. Đặc biệt những vụ việc đã được giải quyết cần sớm triển khai thực hiện. Đầu tư cơ sở vật chất, ứng dụng công nghệ thông tin, tập huấn nghiệp vụ công tác tiếp công dân, bố trí biên chế và thực hiện đầy đủ chế độ cho những người phụ trách công tác tiếp công dân. Ngày 3 tháng 3, huyện ủy Cầu Ngang tổ chức hội nghị ban thường vụ huyện ủy mở rộng sơ kết tình hình công tác tháng 2, triển khai chương trình công tác tháng 3 năm 2022. Đồng chí Trần Thị Kim Chung, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy chủ trì hội nghị. Trong tháng 2 năm 2022, huyện ủy Cầu Ngang chỉ đạo các cấp các ngành
tập trung triển khai quán triệt và cụ thể hóa nghị quyết của tỉnh ủy, huyện ủy, chỉ đạo triển khai thực hiện tốt các giải pháp nhằm từng bước khôi phục và phát triển sản xuất kinh doanh phù hợp trong điều kiện bình thường mới và đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chỉ đạo tổ chức tiêm vaccine đảm bảo tiến độ theo kế hoạch, theo dõi chặt chẽ tình hình sản xuất cây lúa, cây màu, nuôi thủy sản, thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi, quản lý khai thác tốt các công trình thủy lợi, kịp thời ngăn mặn, ngăn triều cường, đảm bảo phục vụ tốt cho sản xuất. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trần Thị Kim Chung, Bí thư Huyện ủy, yêu cầu trong tháng 3, các ngành các địa phương tiếp tục thực hiện tốt chỉ đạo của cấp trên về công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 và phát triển kinh tế xã hội trong tình hình mới. Tập trung tuyên truyền kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh gắn với xây dựng huyện Cầu Ngang đạt chuẩn huyện nông thôn mới năm 2022. Tiếp tục tăng cường công tác xây dựng chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện tốt nghị quyết Trung ương 4 khóa 12 gắn với thực hiện chỉ thị 05. Tiếp tục thực hiện tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp, thực hiện tốt kế hoạch năm học 2021-2022 ở các cấp học, quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, xuất khẩu lao động, tiến hành tổ chức các cuộc hội thảo giải quyết việc làm xuất khẩu lao động tại các cụm xã, thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo bền vững. Công an tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức hội thảo khoa học về công tác phòng ngừa đấu tranh, xử lý hoạt động đăng tải, chia sẻ, bình luận thông tin xấu độc trên không gian mạng trên địa bàn tỉnh Trà Vinh. Thời gian qua, lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, các thế lực thù địch, tổ chức phản động bên ngoài và số đối tượng phản động chống đối cực đoan bất mãn trên địa bàn tỉnh sử dụng các trang mạng xã hội chủ yếu Facebook, Zalo, YouTube để đăng tải, chia sẻ các thông tin, bài viết, video clip có nội dung sai trái, xấu, độc nhằm phá hoại tư tưởng, làm giảm sút niềm tin của quần chúng nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, Nhà nước, ảnh hưởng đến an ninh trật tự trên địa bàn. Công an tỉnh đã cộng tác với các đơn vị báo, đài phát thanh, truyền hình trung ương và địa phương đưa khoảng 2.000 tin bài, phóng sự để tuyên truyền định hướng dư luận. Đã tổ chức gọi hỏi, giáo dục, răn đe và tác động 111 đối tượng không để phát tán thông tin xấu độc, sai sự thật trên không gian mạng, xử phạt hành chính 22 lượt đối tượng với số tiền 145 triệu đồng, khởi tố một đối tượng về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm lợi ích của nhà nước, tổ chức, cá nhân. Ngoài ra, về trật tự xã hội đã phát hiện 65 vụ tội phạm sử dụng không gian mạng để lừa đảo chiếm đoạt tài sản với tổng tài sản thiệt hại khoảng 14 tỷ đồng. Phát biểu tại buổi hội thảo, Đại tá Quỳnh Giang Thình, Phó Giám đốc Công an tỉnh yêu cầu trong thời gian tới, công an các đơn vị địa phương chủ động nắm tình hình trên không gian mạng, đấu tranh ngăn chặn với các đối tượng thường xuyên đăng tải, chia sẻ các nội dung xấu độc, tiến hành xác minh, thu thập tài liệu, củng cố hồ sơ, xử lý các đối tượng theo đúng quy định của pháp luật, tăng cường công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân, qua đó tích cực tham gia đấu tranh, phản bác các thông tin xấu độc trên không gian mạng, thực hiện tốt công tác phối hợp với các cấp các ngành trong công tác thẩm định thông tin xấu độc, nhằm quy động sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội trong công tác phòng ngừa, đấu tranh, phản bác các luận điệu tuyên truyền, xuyên tạc, phá hoại của các thế lực thù địch. Chủ động phối hợp ngăn chặn việc phát tán thông tin tài liệu xấu độc trên không gian mạng và kiên quyết xử lý hành vi vi phạm, kể cả hình sự, nhằm tăng tính răn đe đối với các đối tượng. Tỉnh đoàn Trà Vinh vừa phối hợp thị đoàn Dương Hải tổ chức các hoạt động hưởng ứng tháng thanh niên gắn với chương trình tháng 3 biên giới năm 2022. Trong chương trình, tỉnh đoàn Trà Vinh đã tổ chức trao tặng vật tư y tế trị giá 50 triệu đồng cho đồn biên phòng cửa khẩu cảng Trường Long Hòa để hỗ trợ cán bộ chiến sĩ bộ đội biên phòng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 và trao tặng vật tư y tế trị giá 35 triệu đồng hỗ trợ trường trung học cơ sở Trường Long Hòa, tạo điều kiện cho các em học sinh học trực tiếp tại trường. Ban thường vụ tỉnh đoàn Trà Vinh trao tặng 10 suất học bổng, mỗi suất trị giá 500.000 đồng cho con em chiến sĩ, con nuôi đồn biên phòng. Đồng thời, chi đoàn phòng quản lý xuất nhập cảnh, chi đoàn cảnh sát 2, chi đoàn phòng giao thông công an tỉnh cũng hỗ trợ 10 suất học bổng cho các em thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn tại trường trung học cơ sở Trường Long Hòa. Chương trình tháng 3 biên giới nhằm chào mừng kỷ niệm 63 năm ngày truyền thống bộ đội biên phòng 3 tháng 3, kỷ niệm 91 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3. Thông qua chương trình, tuổi trẻ tỉnh Trà Vinh nói chung, tuổi trẻ thị xã Duyên Hải nói riêng mong muốn tuyên truyền sâu rộng trong đoàn viên, hội viên, thanh niên ý thức xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững, phát huy vai trò xung kích tình nguyện, đặc biệt là tinh thần sáng tạo của thanh niên trong tham gia thực hiện các công trình phần việc. Qua đó tạo môi trường để đoàn viên thanh niên rèn luyện phẩm chất đạo đức, có trách nhiệm trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần bảo vệ môi trường và biên giới hải đảo, giúp đỡ người dân tại những địa phương nhiều khó khăn. Kết thúc chương trình, các đoàn viên thanh niên đã cùng nhau thực hiện chiến dịch Hãy làm sạch biển, thu gom và xử lý rác thải nhựa trên tuyến bờ biển gần 2 km tại ấp Nhà Mát. Ngày 3 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trà Vinh tổ
tổ chức họp mặt truyền thống kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Dự họp mặt có bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Tại buổi họp mặt, các đại biểu cùng nhau ôn lại lịch sử Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, chiến thắng vang dội của hai nữ anh hùng dân tộc đầu tiên của Việt Nam trong cuộc khởi nghĩa oanh liệt Hai Bà Trưng đánh đuổi giặc ngoại xâm. Hưởng ứng các hoạt động chào mừng kỷ niệm 1982 năm cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng và Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố Trà Vinh phát động đến toàn hệ thống hội tích cực tham gia các phong trào của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, thành phố và cơ sở phát động. Phát biểu tại buổi họp mặt, bà Trịnh Thị Phương, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh gửi lời chúc mừng và mong muốn các chị em hội viên, cán bộ hội tiếp tục phát huy tính năng động sáng tạo của phụ nữ thời hiện đại, góp phần xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc, ra sức thi đua chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Duyên Hải vừa tổ chức lễ phát động thực hiện chủ đề năm 2022 Ngày Phụ nữ khởi nghiệp, hưởng ứng tuần lễ áo dài, ra mắt các mô hình hoạt động hội gắn với tổng kết đợt thi đua cao điểm chào mừng thành công Đại hội đại biểu phụ nữ các cấp. Đến dự có bà Quỳnh Thị Sophia, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh Trà Vinh. Hưởng ứng việc phát động đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Duyên Hải tổ chức tặng 300 phần quà cho hội viên phụ nữ chịu ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Hưởng ứng chương trình triệu phần quà chia sẻ yêu thương do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động với 471 phần quà trị giá 141 triệu đồng. Ra quân đồng loạt vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan môi trường xanh sạch đẹp, góp phần xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Vận động trao tặng 421 phần quà, 3 xe đạp, 1 bộ sách giáo khoa, 17 suất học bổng cho học sinh nghèo, tổng trị giá hơn 160 triệu đồng. Để thực hiện hiệu quả chủ đề năm 2022, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện phát động 100% cơ sở hội đăng ký thực hiện ít nhất một công trình phần việc chào mừng Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ 13 và 30 năm tái lập tỉnh. Quan tâm hỗ trợ cho cán bộ ấp khóm phụ nữ khởi nghiệp được tiếp cận các trang thương mại điện tử, quảng bá sản phẩm khởi nghiệp tại địa phương. Tiếp tục thực hiện đề án tuyên truyền giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017-2025 và đề án hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025. Tại buổi lễ, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện ra mắt mô hình dân vận khéo với tên gọi mô hình sinh kế 1.000 đồng, mô hình 100% chi hội trưởng là đảng viên, mô hình sinh hoạt giao ban chi hội và chọn xã Long Vĩnh làm điểm chỉ đạo. Ngày 3 tháng 3, Hội Liên hiệp Phụ nữ huyện Cầu Ngang phối hợp Liên đoàn Lao động huyện tổ chức hội thi khéo tay hay làm năm 2022. Tham dự hội thi có 15 đội với 75 thành viên là đoàn viên công đoàn, hội viên Hội Liên hiệp Phụ nữ các xã thị trấn. Theo quy định của ban tổ chức, đến với hội thi, mỗi đội sẽ thực hiện hai phần thi gồm trang trí mâm ngũ quả và trưng bày mâm bánh dân gian. Các tác phẩm ở các phần thi năm nay, các đơn vị thể hiện khá đa dạng sáng tạo và thuyết trình đầy thuyết phục, phù hợp với chủ đề Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3. Với tinh thần đua tài, học hỏi và đoàn kết, hội thi khéo tay hay làm đã thật sự trở thành một sân chơi bổ ích lành mạnh cho đoàn viên công đoàn ở các đơn vị, phát huy tài năng, sức sáng tạo và gắn chặt thêm tình đoàn kết, góp phần làm rạng rỡ truyền thống trung hậu, đảm đang của người phụ nữ Việt Nam. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất, 2 giải nhì, 2 giải ba và 2 giải khuyến khích cho các đơn vị đạt số điểm cao ở các phần thi. Trong đó giải nhất cả 2 phần thi thuộc về đơn vị thị trấn Mỹ Long. Chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Đồng thời hướng tới kỷ niệm 47 năm ngày miền Nam hoàn toàn giải phóng, thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, 30 tháng 4 năm 2022. Kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Cầu Kè tổ chức giải bóng chuyền hơi nữ năm 2022. Bà Nguyễn Thị Nhiền, Phó Chủ tịch Ủy ban dân huyện Cầu Kè đến dự. Tham gia giải lần này có 9 đội bóng chuyền hơi nữ đến từ các xã thông qua thành phố, thị trấn Cầu Kè, phòng giáo dục đào tạo huyện và các điểm trường học trong huyện. Hình thức thi đấu, các đội được chia làm 3 bảng thi đấu vòng tròn một lượt tính điểm, sau đó chọn ra các đội nhất nhì và 2 đội hạng 3 có thành tích tốt nhất của mỗi bảng vào thi đấu tứ kết, bán kết và chung kết xếp hạng. Thông qua giải đấu không những là hoạt động thiết thực chào mừng kỷ niệm 112 năm Ngày Quốc tế Phụ nữ 8 tháng 3 và 1982 năm khởi nghĩa Hai Bà Trưng và kỷ niệm 30 năm tái lập tỉnh Trà Vinh, mà qua đây còn tạo sân chơi bổ ích cho cán bộ công chức viên chức người lao động nữ trên địa bàn huyện có dịp giao lưu gặp gỡ, tăng cường tình đoàn kết, rèn luyện sức khỏe theo gương Bác Hồ vĩ đại, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Dự kiến
giải bóng chuyền hay nữ năm 2022 huyện Cầu Kè sẽ bế mạc và trao giải vào ngày 6 tháng 3 năm 2022. Tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh cho biết, từ ngày 4 đến ngày 6 tháng 3, các địa phương trong tỉnh tổ chức tiêm vaccine COVID-19 đợt 39 cho tất cả người dân từ 18 tuổi trở lên chưa tiêm mũi 2 và mũi 3 vaccine COVID-19. Theo kế hoạch, trong đợt này, tỉnh Trà Vinh được Bộ Y tế phân bổ 25.200 liều vaccine và sẽ tổ chức tiêm cho 42.000 đối tượng từ 18 tuổi trở lên chưa được tiêm mũi 2 và mũi 3 vaccine COVID-19, với tổng kinh phí tiêm vaccine miễn phí lần này gần 500 triệu đồng. Đây là nguồn kinh phí của kế hoạch tiêm vaccine phòng COVID-19 giai đoạn 2021-2022. Như vậy, tính đến nay, Trà Vinh đã tổ chức được 39 đợt tiêm vaccine phòng COVID-19. Kết quả đã có 100% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 1, có 98% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 2 và có 75% người từ 18 tuổi trở lên được tiêm mũi 3. Theo kế hoạch, tỉnh Trà Vinh phấn đấu tiêm mũi 3 đạt 100% cho người từ 18 tuổi trở lên trong tháng 3 này. Riêng đối với trẻ em từ 12 đến 17 tuổi cũng đã được tiêm mũi 1 đạt 100% và mũi 2 đạt trên 90%. Hiện nay, tỉnh đã chuẩn bị sẵn sàng triển khai tiêm phòng vaccine COVID-19 cho trẻ từ 5 đến 11 tuổi khi có chỉ đạo của Bộ Y tế. Thông tin từ Ban chỉ đạo phòng chống dịch bệnh COVID-19 tỉnh Trà Vinh. Kết quả xét nghiệm PCR hôm nay ngày 4 tháng 3, Trà Vinh ghi nhận thêm 313 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2. Trong đó, huyện Châu Thành 91 ca, thành phố Trà Vinh 59 ca, huyện Cầu Ngang 40 ca, huyện Tiểu Cần 37 ca, thị xã Duyên Hải 24 ca, huyện Cầu Kè 24 ca, huyện Trà Cú 23 ca, huyện Càng Long 12 ca, huyện Duyên Hải 3 ca. Trong số này có 297 ca được phát hiện trong cộng đồng, 149 ca đã tiêm 3 mũi vaccine. Tính đến chiều nay, Trà Vinh đã có 39.922 bệnh nhân COVID-19, có 38.405 bệnh nhân được điều trị khỏi. Toàn tỉnh có 273 trường hợp tử vong. Thưa quý vị và các bạn, trong những ngày gần đây, dịch COVID-19 có chiều hướng tăng trở lại. Có ngày cả tỉnh phát hiện trên 200 trường hợp mắc COVID-19, đa số đều phát hiện trong cộng đồng. Và điều đáng nói hơn là dịch COVID-19 đã xảy ra đối với giáo viên học sinh đang trở lại học trực tiếp. Vấn đề này gây ra nhiều lo ngại cho mọi người. Vậy công tác phòng chống dịch COVID-19 trong trường học được tỉnh ta thực hiện như thế nào? Bác sĩ Kiên Sóc Kha, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Trà Vinh cho biết qua cuộc trả lời phỏng vấn sau đây. Thưa bác sĩ, hiện nay thì bệnh COVID-19 nói chung ở trong cả nước và đặc biệt là nói riêng ở tỉnh Trà Vinh đang có chiều hướng gia tăng. Bác sĩ có thể cho biết cụ thể vấn đề này và theo bác sĩ thì nguyên nhân do đâu ạ? Tình hình COVID trong những ngày qua có chiều hướng tăng trong cả nước, ở đồng bằng sông cũng tăng và tỉnh chúng ta cũng tăng. Và đến thời điểm hiện tại thì cả tỉnh chúng ta đã ghi nhận là 39.922 trường hợp mắc COVID và có 274 trường hợp tử vong. Chúng ta đánh giá 2 tuần qua thì trong tuần vừa rồi soi tuần trước thì chúng ta thấy rằng cái số ca mắc tăng đến 189%. Trong đó tăng cao nhất ở Trà Cú là trên 600%, ở Cầu Ngang là trên 500%, ở thành phố Trà Vinh là trên 300%. Ở các huyện Duyên Hải, thị xã Duyên Hải thì tăng tương đối ít là 47%, các huyện còn lại thì tăng từ 100 đến 200%. Và chúng ta thấy rằng đặc biệt là ở những nhóm mà chưa tiêm chủng, tức là trẻ dưới 12 tuổi trong tuần qua tăng so với tuần trước là gần 300%. Và những người đã tiêm chủng đặc biệt trên 50 tuổi chúng ta ghi nhận là tăng là trên 60%. Nguyên nhân thì phải nói rằng cái việc thực hiện chúng ta 5K, vấn đề giãn cách xã hội, chúng ta không có thực hiện theo cái quy định hiện trước đây, cho nên là cái việc giao lưu, cái việc mà chúng ta không nghiêm túc thực hiện 5K và cái việc mà chúng ta đi học trực tiếp và tạo những cái giao lưu giữa học sinh cũng là một cái nguy cơ làm cái tăng COVID trong thời gian gần đây. Vâng, thưa bác sĩ, một vấn đề mà hiện nay nhiều người cũng rất là lo ngại là tình trạng học sinh đã trở lại trường học trực tiếp và cũng đã có nhiều trường hợp là giáo viên và học sinh cũng đã bị nhiễm COVID-19. Bác sĩ có thể cho biết cụ thể vấn đề này như thế nào hiện nay ạ? Đến thời điểm hiện tại khi mà chúng ta tiến hành tổ chức dạy học trực tiếp, chúng ta ghi nhận cũng hàng trăm học sinh đã nhiễm COVID, trong đó có cả học sinh và giáo viên. Theo số liệu chúng tôi thống kê được là từ ngày 27 tháng 12 đến ngày 3 tháng 3 2022 thì trong đó trên 28.000 ca chúng tôi ghi nhận là có khoảng là 0,26% là giáo viên và học sinh. Chúng tôi phân tích thêm một cái đoạn khác, tức là từ 14 tháng 2 cho đến ngày 3 tháng 3
ghi nhận trên 6.000 ca thì chúng tôi thấy rằng tỷ lệ học sinh giáo viên chiếm đến 2,62%. Và trong tuần qua, trong cái 824 ca chúng tôi phân tích thì cái tỷ lệ học sinh giáo viên tăng đến 6,2%. Điều đó thời gian gần đây thì mỗi giai đoạn phía sau thì cái khả năng lây nhiễm trong học sinh cũng như trong giáo viên có tăng cao so với trước đây. Vâng, vậy thì bác sĩ có thể cho biết là công tác phòng ngừa dịch COVID-19 ở tỉnh ta sẽ tiếp tục được thực hiện như thế nào, nhất là đối với giáo viên học sinh trong nhà trường ạ? Cái việc mà phòng chống dịch trong cái cơ sở giáo dục thì Bộ Y tế cũng nhiều văn bản, Bộ Giáo dục cũng có nhiều văn bản và Ban chỉ đạo tỉnh có nhiều văn bản trước đây, chống đối những người trước khi học sinh đến lớp như thế nào, học sinh ở trong trường học trên lớp như thế nào và sau khi rời nhà trường thế nào. Thì mới đây thì Bộ Y tế ban hành cái văn bản là 796 là ngày 1 tháng 3 là cập nhật mới những cái biện pháp để triển khai phòng chống dịch COVID tại trường học, cơ sở giáo dục trực tiếp và trực tiếp. Thì trong đó thì Ban chỉ đạo tỉnh cũng đã hướng dẫn cái triển khai kế hoạch này. Và cái nội dung trong cái kế hoạch này chủ yếu là chúng ta xử lý các trường hợp F0 khi xuất hiện tại lớp. Trong cái quy trình này chúng ta có 4 bước. Bước đầu tiên khi chúng ta có F0 thì chúng ta phải cách ly tạm thời ở phòng cách ly của nhà trường. Cái bước thứ hai chúng ta thông báo cho cái trạm y tế hoặc cơ sở y tế phụ trách cái công tác phòng chống dịch hỗ trợ đó, thì cùng với nhà trường chúng ta sẽ tiến hành điều tra F1, xác định F1. Sau khi chúng ta xác định xong, chúng ta sẽ tiến hành xét nghiệm nhanh toàn bộ học sinh trong lớp 100%. Và sau đó tùy theo cái kết quả xét nghiệm trường hợp nào dương tính thì chúng ta sẽ xác định xem nó có yếu tố F1 hay không, tức là tiếp xúc gần hay không. Nếu trường hợp mà không có F1 và không có cái xét nghiệm dương tính thì chúng ta cho các em học trở lại bình thường. Nếu trường hợp mà chúng ta xác định học sinh đó là F1 nhưng tiếp xúc gần với ca F0, thì nếu mà xét nghiệm âm tính thì chúng ta xem xét lại trường hợp này đã tiêm chủng đủ liều chưa. Nếu đã đủ 2 mũi rồi, chúng ta sẽ tiến hành cách ly y tế tại nhà trong 5 ngày. Sau đó chúng ta xét nghiệm ngày thứ 5. Và nếu mà xét nghiệm âm tính thì chúng ta sẽ cho các cháu đi học trở lại bình thường và chúng ta sẽ tự theo dõi sức khỏe thêm 5 ngày. Trường hợp thứ hai, nếu mà các cháu nó chưa được tiêm đủ 2 mũi thì chúng ta sẽ cho cách ly y tế tại nhà 7 ngày. Và đến ngày thứ 7 chúng ta sẽ xét nghiệm test nhanh, nếu mà âm tính thì chúng cho các cháu ra lại bình thường và chúng ta sẽ tự theo dõi sức khỏe trong vòng 7 ngày. Đó là chúng ta sẽ xem xét dựa trên cái liên quan tới cái tiếp xúc gần và cái xét nghiệm. Còn đối với cái trường hợp mà các cháu nó có cái triệu chứng diễn biến bất thường thì chúng ta phải báo cáo cho cái trạm y tế gần nhất. Sau khi chúng ta xác định được F0 chúng ta cách ly rồi, chúng ta xác định F1 chúng ta cho cái thực hiện việc cách ly y tế tại nhà. Đối với các trường hợp đã tiêm vaccine mà chưa tiêm vaccine thì những cái trường hợp chúng ta xác định được là không phải F1 thì chúng ta sẽ cho các cháu này học trở lại, nhưng với điều kiện chúng ta sẽ di chuyển sang cái phòng học dự phòng và sau đó chúng ta sẽ tiến hành cho khử khuẩn cái lớp học mà chúng ta đã phát hiện F0. Đối với cái trường hợp mà khối mầm non hay nhà trẻ hay là nhóm trẻ thì khi mà chúng ta phát hiện F0 thì chúng ta cho toàn lớp cách ly y tế tại nhà và chúng ta sẽ tại nhà 7 ngày và sau đó chúng ta cho xét nghiệm. Nếu mà xét nghiệm mà trường hợp mà âm tính thì chúng ta cho các cháu trở lại lớp và chúng ta cho tự theo dõi sức khỏe thêm 3 ngày nữa. Và đối với các trường mà cơ sở bán trú thì chúng ta phải chuẩn bị phương tiện đảm bảo an toàn phòng chống dịch theo quy định của Bộ Giáo dục, Bộ Y tế. Và chúng ta phải chuẩn bị cái nơi nghỉ ngơi cho các cháu riêng, hạn chế sự giao lưu tiếp xúc. Và cái chế độ ăn uống các cháu phải ăn riêng, không được sử dụng chung đồ dùng cá nhân. Và chúng ta tiến hành khử khuẩn ở những cái các cháu mà sau khi chúng ta ăn uống xong đó, chúng ta nên tổ chức vệ sinh. Vâng, thưa bác sĩ, một vấn đề mà nhiều người nói chung là phụ huynh là rất lo ngại là đối với học sinh từ 5 tuổi đến 11 tuổi là hiện nay chưa có tiêm vaccine. Vấn đề này cũng gây ra nhiều lo ngại trong công tác phòng chống dịch cho các em khi mà các em đến trường học. Vậy thì bác sĩ có thể cho biết thêm là đối tượng này sẽ được tổ chức tiêm vaccine như thế nào trong thời gian tới? Hiện nay thì chính phủ, Bộ Y tế cũng như là Ban chỉ đạo tỉnh chúng ta cũng đã có văn bản, chúng ta có chủ trương chuẩn bị mọi cái điều kiện, một cái phương án tốt nhất để cho tiêm cho các cháu từ 5 đến 11 tuổi. Và gần đây thì ngày 1 tháng 3 thì Bộ Y tế cũng đã có quyết định là 457 về việc cái phê duyệt cái
có điều kiện vaccine mà cho cái nhu cầu cấp bách phòng chống dịch COVID trong 19, thì theo cái quyết định này thì chúng ta sử dụng cái vaccine mà Pfizer, tức là Comirnaty cho cái hãng Pfizer sản xuất, và cái liều dùng chúng ta dùng liều là 0,2 ml, và chúng ta sẽ tiêm cho các cháu trong cái diện đầu tiêm. Cái số đối tượng này hiện nay của tỉnh chúng ta, chúng tôi ghi nhận là có khoảng 113.000 cháu sẽ chuẩn bị tiêm trong cái đợt trước khi chúng ta nhận vaccine. Về cái thời gian triển khai thì thông tin thì nhà sản xuất có thể trong tháng 4 họ sẽ cho phép vaccine này lưu hành. Nhưng mà về phía chương trình tiêm chủng quốc gia thì đến thời điểm này họ cũng chưa thông báo chính thức là khi nào Việt Nam chúng ta sẽ nhận được cái hàng này về để triển khai cho các cháu. Vâng, xin chân thành cảm ơn bác sĩ. Đến đây chúng tôi xin được khép lại chương trình Thời sự tối của Đài Truyền hình Trà Vinh ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.